không có ai thăm. Dạ, có tụi con hả? À, có tụi con dạ. Tới được, có ai đâu thăm. Thì con tới bà mừng ơn. Cảm ơn gì. Dạ. Thì tụi con tới ngày nào cũng tới với bà nha. Ờ, bà ngủ hả bà? Bà ngủ hả? Bà ngủ hả? Không phải, mà ăn mới ăn cơm rồi lên nằm đây. Ừ, mới ăn cơm lên nằm hả bà? Mới ăn cơm xong hả bà? Dạ. Nhớ bà, thăm rồi hả? Dạ, không, bà không nhớ con hả? Bà nhớ con không? Không, hôm qua có ghé bà. Dạ. Nay ghé thăm bà nữa. Bà uống sữa chưa? Bà có uống sữa chưa? Sữa không? Cơm. Sữa hôm bữa mua đó bà có uống hết chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Gán uống sữa vô nha bà. À, gán uống sữa vô. Dạ. Nay có tiền nữa nè. Có tiền lấy không? Có tiền. Có tiền. Vui không? Có chút đỉnh nè. Nay có tiền nữa vui không? Vui. Vui. Vui lắm. Ừ. Uống sữa nữa không? Em vô chơi. Tụi bãi kêu gỡ bãi xuống rồi, bãi lại chung rồi. Vậy hả? Đâu có đang đâu? Mới ăn cơm rồi. Mới ăn cơm rồi hả bà? Dạ. Nay giờ có tiền nữa. Hả? Nay có tiền. Hả? Có tiền. Tôi có tiền hả? Vui không? Bà vui không? Có tiền đó là vui lắm chứ. Tiền vui hả bà? Dạ. Ừ, sữa uống chưa hết hả bà? Chưa. Dạ. Cắt là không mắc hả? Cắt không nhớ. Tiền hôm bữa bà cắt đâu rồi? Ừ. Tiền hôm bữa cho bà cắt đâu rồi? Bữa tối đây chứ đâu có để đâu. Cắt là lộn hết. Cắt để đầy. Vậy mất tiêu hết luôn. Hả? Mất tiền tiêu hết luôn. Đâu tiền đâu con coi ấy. Bà cho con coi ấy. Qua có coi không? Coi nhiều không? Đấy, đấy nè hả? Đấy. Dạ. Con này bạc nhỏ. Đấy, bạc nhỏ hả? Dạ. Rồi bà cắt đi. Cắt đi. Dạ. Dạ. Cắt kỹ lắm á. Để dành uống sữa. Để dành mua sữa uống. Dạ. Rồi cắt nha. Dạ. Rồi bà cắt đi, cắt đi. Có tiền nữa là vui lắm hả bà? Có nữa rồi nè. Có con dây gì vậy? Con, cái này cái gì bà đây? Rất bự. Rất bự mới đắp rồi. Bê tóc hả? Mới đắp có cái đó mình dính. Dạ. Cắt hồng ứng thịt. Đủ cái cát vô. Hôm qua mấy người kia nó vô quay à? Nhóm của thằng mấy người kia gì vô quay rồi đuổi nó không? À. Lạnh đó bà. Lạnh hả? Lạnh hả? Lạnh. Lạnh. Lạnh mặc áo vô. Mặc áo ấm vô. Dạ.
Cô mới vô hả? Dạ. Có mua sữa cho bà nữa kìa kìa. Phòng mua sữa cho bà uống nữa kìa. Rồi sáng giờ uống sữa chưa? Sáng giờ bà uống sữa chưa? Mới ăn cơm hả? Chú uống sữa hả? À, mua quà cho bà kìa nha. À, chào bà. À, mua sữa bà nữa nè. Bà nhớ con không? Bà nhớ không? Nhớ con bà. Dạ. Ba, con ghé lần. Dạ đúng rồi, con ghé bà hai lần rồi. Lần này lần thứ ba rồi. Dạ. Bữa nay con có quà cho bà nữa nè. Cái này. Dạ. Cái quà này là của chị Quyền á. Chị có sữa cho bà đó. Dạ chị Quyền mới đốt là gửi cho bà. Đây. Gửi cho mày luôn đi cho mày vui này, quay đi dạ mày này con gửi trái cây cho mày nghe. Lê. Trái cây cho mày ăn cho mát cho bổ. Trái cây. Để xem dạ. Bỏ lên bàn. Trái lê. Trái lê á. Trái lê. Dạ. Cho bà ăn. Đó là đây đâu có. Có chứ. Ở đây không có. Có. Ở miền Tây. Đây nó có. Ừ. Không ăn rồi đó. Không ăn nãy mình đang bên đây. Mà mình có đâu có đi. Hả? Sao nói bạn mà. Vui không bà? Vui chứ. Vui. Ngày nào lại thăm. Vui lắm. Dạ. Bữa nay con thấy bà bận áo ấm rồi, trời mưa rồi, bận áo ấm. Chắc lạnh à. Dạ. Lạnh. Lạnh lắm hả bà? Ừ. Yeah. Sáng giờ mưa lớn quá. Sáng con tính con vô thăm bà sớm luôn á. Mà trời mưa quá con à. Con lạnh quá con đi không được chứ mà mắc mưa. Bà lạnh cho em cầm. Dạ. Ngoài là tụi con nhỏ mà tụi con có sức đề kháng, có sức khỏe mà còn chịu không nổi rồi bà. À. Ốm quá trời bà ơi. À. Thôi uống sữa nữa đi, lấy sữa bà uống nữa đi. Lấy sữa cho bà uống. Sữa uống đi. Uống sữa nhiều nhiều cho bà, uống sữa nó cũng có sức lắm á. Cơ mà còn no hả? Chút xíu uống nha. Bữa nay chị Quyền bên Úc gửi quà bà mừng không? Mừng. Dạ bà con cảm ơn chị. Dạ bà cảm ơn không ạ? À? Bà quần áo vô thấy đẹp lão quá. Bữa nay ăn cơm với gì bà? Ăn nó kho cá. Kho cá hả? Dạ. Ngon không ạ? À? Ăn nhiều ăn không? Không có nhiều. Dạ. Ăn là nhờ nửa trong tô gì. Sao không ăn tô luôn đi? Ăn không vô. Yeah. Ăn không vô. Phải vô rồi cũng ăn chứ. Yeah. Cũng ráng ăn. À, ăn nhiều quá ngủ không được. Yeah. Có nấu canh với bà ăn không? Có ngủ không được. Yeah. Ăn cơm sớm. Yeah. Ăn ít cơm bà nhớ uống sữa nhiều luôn nha. Nữa là ăn cơm mà. Ăn cơm bây giờ mùng. Ăn xong uống sữa vô. Thế rồi tối cái có con cháu anh xuống. Nó bà uống sữa không, nó uống, uống cho nó khoắn. Hôm nay có ai xuống đây thăm bà nhiều không? Đâu có ai thăm. Dạ, có tụi con hả? À, có tụi con dạ. Tới được, có ai đâu thăm. Thì con tới bà mừng không? Mừng. Dạ. Mừng thì tụi lắm. Con tới ngày nào cũng tới với bà nha. Nó rồi xong nãy vô cũng không nhớ luôn. Không nhớ luôn. Giáo luôn. Không, nãy bà nói nhớ em. Không nhớ chắc tại vô nó nói nè hồi nãy con vô nó ai nói hôm qua có vô phải bà không? Nhớ con không? Nhớ chứ. Dạ đó thấy không hôm qua hôm kia anh... thì con có ghé đây dạ, nè đó vậy là anh đang ở làm sao rồi ê bà nhớ con không? Nhớ nữa đó, nhớ nữa dạ. Ê bà dễ thương quá trời luôn á. Nào chút uống sữa vô rồi ngủ nha bà. Uống ba hũ rồi ngủ. Uống ba hũ vô luôn. Uống nổi không? Có con cháu người kia con xuống nó thấy sữa uống. Ai bà? Ai? Ai? Cháu nào? Cháu con mình cô em chồng của em. Dạ. Xuống phấy sữa bà uống hả? Dạ. Ê bà uống sữa đó tốt lắm á. Cái sữa mà tụi con đem lại á, mấy cái sữa đó người lớn tuổi uống tốt lắm. Nhưng mà nó tốt cho cái xương mình đó bà. Cái lớn mà cái xương nó yếu mình uống cái đó vô nó tăng cường cho canxi cho xương của mình. Đây là hoàn cảnh nhà của bà nào quý cô chú. Đủ chắc luôn đó bà.
bà mới ăn cơm xong, ăn cơm với các kho. Ở đây thì cô bác chị xem là căn nhà của một người bà mẹ của chú Dũng nè. Thì ở ngày trước thì con đã đăng tải rồi. Bữa nay thì con lại quay lại để chọn. Đây cô bác chị xem nè, cái dụng nước nó đổ dột ở đây. Đây là cây bếp. Cây bếp. Cái này ai nấu cho bà ăn hả? Anh nấu hay loại? Lúc anh đi làm thì nhờ con cô Lan. Dạ. Cô Lan là quan hệ với gia đình mình như thế nào? Dạ. Cô là cháu con của bổ. Con của em cũng nội. Dạ. Là bổ là hay qua phụ dọn nhà nữa. Dạ. Là với anh nấu cơm với pha sữa cho bổ. Dạ. Nếu khi nào anh đi làm thì có cô phụ nấu cơm nấu canh. Dạ. 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 Chỉ còn mà có ở nhà thì nấu cho bà ăn. Dạ. Đây cô bác chị xem là thấy anh này anh cũng là một người đàn ông con trai mà cũng biết nấu canh nấu cơm á, là cái gì cũng rất là tốt. Uống hết chưa bà? Uống hết chưa? Uống hết đi. Uống hết cho nó mập ra, cho mập ra cho đẹp. Uống cho mập. Uống cho mập. Tao từ đó vậy thôi chứ không có mập. Uống sữa này là mập nè. Mập là đẹp da ra. Nhìn bà rất là thấy thương quý cô chú. Uống thì cho giữ thì mới uống, còn như biểu không bao giờ uống. Chị là sao với bà chị? Chưa mặn mỡ. Mỡ hả? Dạ. Ở đây mà mỗi lần em trai đó đi làm thì chị qua đây nấu cơm cho bà ăn. Dạ. Chị ở gần đây chị. Ở nhà đối diện đó chị. Dạ. Bỏ ngoài bỏ đó đầy vô nữa. Hồi sáng giờ bà ăn chầu gì chưa? Ăn chầu chưa? Mới ăn chầu xuống đây. Mới ăn chầu xuống đây à? Tính ngủ phải không? Có chầu nữa. Dạ. Trong đội kiếm chầu cho tôi. Dạ. Sáng giờ bà ngủ gì chưa? Chưa. Dạ. Ở cái nhà bà. Đây là cái nhà của cái chị hồi nãy quý cô chú. Là cháu kêu bà bằng mợ. Là bà mỗi lần em trai ở đây đi làm thì bà sẽ qua đây, ý chị sẽ qua đây nấu cho bà ăn. Đây là cái đường vào nhà bà nè. Sáng cái chỗ ăn cơm. Dạ. Ăn cơm rồi cái phải ăn trầu. Dạ. Nó kiếm trầu về cho tôi ướt dẹp tôi phơi. Dạ. Có trầu cái nhai trong miệng cái rồi dạ. Nó quảnh thôi nó cả nước chảy. Dạ. Thôi con về nha. Ừ? Con về ạ. À. Dạ bye bye bà nha. Dạ.